Chó vàng đi chơi cả đêm không về, chủ nhân cầm roi chờ sẵn ngoài cổng. Nhìn thái độ của nó, không ai nỡ phạt nữa. Các bạn đã từng đi chơi mà không để ý đến giờ giấc, kết quả là về nhà quá muộn hay chưa? Về đến nhà đã nhìn thấy cha hoặc mẹ ngồi đợi ngoài cổng, trên tay cầm một chiếc gậy, khoảnh khắc đó thật là đáng sợ. Nhưng không ngờ chó cũng như vậy. Một chú chó vàng ở Thái Lan đi chơi qua đêm đến rạng sáng mới trở về nhà, làm cho chủ nhân vô cùng lo lắng. Ông đứng ngoài cổng với chiếc gậy sắt trên tay chờ nó về nhà. Chú chó lừ lừ tiến lại gần chủ nhân, ngoan ngoãn ngồi xuống nghe chủ nhân dạy bảo. Chú chó vàng chạy về phía người đàn ông với tốc độ siêu chậm. Cuối cùng, nó cũng đến gần người đàn ông này. Dường như biết mình đã sai, nó ngoan ngoãn trước mặt người đàn ông với ánh mắt như thể đang cầu xin sự tha thứ. Chủ nhân cầm một cây gậy sắt đứng nói chuyện với chú chó vàng. Chó vàng vẫn ngoan ngoãn nghe chỉ bảo, nhưng khoảng một phút sau, nó bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu nên đã đứng dậy ôm lấy bụng của chủ nhân vẫy đuôi như muốn nói, chủ nhân em biết sai rồi, chủ nhân đừng giận nữa mà. Sau đó nó ngậm thanh gậy sắt trên tay chủ nhân ném xuống đất. Đoạn video này sau khi đăng tải đã nổi như cồn trên mạng xã hội, hơn 12.000 lượt thích và 8.000 lượt chia sẻ. Những người dùng mạng rất tán dương sự thông minh của chú chó vàng. Có người còn bình luận, nhìn ánh mắt của nó sao nở mắng đây, thật là quá đáng yêu, không biết nó học cách nịnh hót từ ai. Ngay lập tức mềm lòng, nhìn tôi đã thấy cưng rồi. Câu được cá trê vàng khổng lồ. Một người Anh đam mê câu cá đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi bắt được con cá trê bị bạch tạng có trọng lượng lên tới 88,2kg và dài 2,4m tại sông Ebro, gần Barcelona, Tây Ban Nha. Ông Trish Grimmer phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai người bạn câu khác nữa mới có thể nâng gã khổng lồ này lên trên mặt nước để chụp ảnh lưu niệm trước khi đưa nó trở lại dòng sông một cách an toàn. Đây được coi là một trong số những con cá trê lớn nhất thế giới mà con người từng bắt được, và nó cũng là con cá trê bạch tạng lớn nhất từ trước cho tới nay con người được biết tới. Kỷ lục cá trê lớn nhất thế giới được ghi nhận vào năm 2005 khi một người Thái Lan bắt được con cá trê nặng 293kg trên sông Mekong. Vào tháng 10 năm 2007, một người dân Campuchia cũng bắt được con cá da trơn nặng 204kg dài 2,4m tại sông Tonle Sap, một nhánh sông của Mekong. Trong năm 2003, loài cá da trơn khổng lồ sống trên sông Mekong đã được liệt kê vào danh sách những loài cực kỳ nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thế giới sau khi các kết quả nghiên cứu được công bố cho thấy số lượng loài cá này đã giảm đi ít nhất 80% kể từ năm 1990 cho tới thời điểm đó. Một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do nạn đánh bắt quá mức cho phép và việc xây dựng các con đập trên sông Mekong làm cho loài cá khổng lồ này mất nơi trú ngụ và sinh sản. Xuất hiện cá hồ điệp hiếm thấy. Chú cá có đôi cánh bướm và mắt xanh đục đang làm xôn xao cư dân mạng Trung Quốc. Một cặp vợ chồng người Ninh Ba Trung Quốc mới đây đã cho đăng tải trên blog cá nhân của mình loạt hình ảnh về chú cá có cánh kỳ lạ. Theo giới thiệu, đây là quà tặng từ một người bạn và chủ nhân của nó, cũng không biết tên gọi của giống cá này. Sở dĩ đặt nickname cho nó là cá hồ điệp vì toàn thân của nó có màu xanh xám hệt như cá voi, hai bên vây dài, thun và xòe rộng như cánh bướm, cánh công. Đặc biệt, mỗi khi được thả vào nước, chú cá này tung tăng bơi lội như hồ điệp liện mình trong không trung. Trọng lượng của nó khoảng gần 3kg, mắt đục nhưng các neuron thần kinh phản xạ rất nhạy bén. Chỉ cần thoáng thấy bóng người lại gần là đôi cánh lại căng như cánh diều. Cặp vợ chồng tò mò về nguồn gốc của giống cá lạ này đã tra cứu trên sách báo và Internet nhưng vẫn không tìm ra được tên gọi chính xác của nó. Cá hồ điệp cuối cùng là biệt danh cuối cùng được lựa chọn và tin dùng. Dĩ nhân từ chối sống văn minh, thích sống nguyên thủy. Không muốn sống cuộc sống văn minh đầy đủ như người bình thường, dĩ nhân người Trung Quốc quyết tâm sống như một người nguyên thủy, xa rời mọi phương tiện hiện đại, gần gũi tự nhiên nhất. Sống tại một túp lều bằng đá ở trên một ngọn núi gần sông Áp Lục, thị Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, một người đàn ông 71 tuổi có tên là Duộng Chí Luân, được người dân địa phương gọi là dị nhân. Tất cả là vì ông Chí Luân không thích sống một cuộc sống hiện đại, mà ông sống như người nguyên thủy, gần gũi với tự nhiên nhất. Theo người dân địa phương, cũng có nhiều người gọi ông Chí Luân là người nguyên thủy hoặc người rừng vì lối sống kỳ ngoặt của ông. Khi thấy có người hỏi thăm và đến chơi nhà, mặc dù rất ngạc nhiên, thế nhưng ông Chí Luân cũng không từ chối những vị khách tò mò.
Tuy nhiên do tai của dị nhân thích sống ẩn dật đã không còn tốt, vậy nên phải nhờ có người dân sống gần đó mách nước gọi to hơn, các phóng viên mới tiếp cận được với người đàn ông kỳ lạ này. Vì không dùng điện, khi khách đến nhà, ông Chí Luân dùng nến để thắp sáng không gian bên trong. Người dân sống gần đó cho biết, thi thoảng buổi tối, dị nhân Chí Luân mới dùng nến, ban ngày sẽ không dùng vì rất tiếc. Theo chia sẻ của dị nhân này, ông duy trì sự sống bằng hai bữa rau dại mỗi ngày, hoàn toàn không tiêu đến tiền. Mặc dù có đơn điều thế nhưng vẫn có thể ăn, hơn nữa sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường. Cũng theo ông, cả đời ông chưa từng lập gia đình. Lúc còn trẻ không yêu đương, không lấy vợ, cũng bởi vì xuất thân nghèo khó, không có ai nguyện ý lấy ông. Ngày qua ngày, ông cũng quen với cuộc sống độc thân và chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên. Nhắc đến cuộc sống nguyên thủy của mình, ông Chí Luân cho biết, sinh hoạt của mình vô cùng giản tiện, ông không cần điện, ăn rau rừng, con sông ấp lục phía dưới chân núi là nguồn nước uống chính của ông. Ngoài việc nấu ăn và giặt giũ đơn giản, ông gần như không có nhu cầu dùng nước để làm gì khác. Tất cả số tiền mà ông Chí Luân có là do các nhà hảo tâm, do chính quyền địa phương quyên tặng. Thi thoảng cũng có vài nhà tình nguyện đến thăm ông và cho ông một số thứ. Dị nhân cũng cho biết, ông đã sống trong rừng một thời gian rất lâu và không thể nhớ là mình đã sống như thế bao nhiêu năm. Túp lều đá mà ông đang sống đã được dựng lại lần thứ hai, sau lần thứ nhất bị một cơn mưa lớn phá hủy vào năm 1986. Ông tâm sự, cuộc sống của một người rừng như ông không có gì đặc biệt. Ngày thường, ông sẽ đi dạo xung quanh, cũng không xác định nơi để đi. Khi đi mệt sẽ dừng lại nghỉ rồi quay về túp lều đá của mình. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần khuyên dị nhân xuống núi và hứa sẽ xây nhà cho ông. Thế nhưng ông đều từ chối. Có lẽ dị nhân Chí Luân đã quá quen với cuộc sống dị biệt độc lập, tách hẳn với đời sống văn minh hiện đại. Chủ nhân trong lúc ra ngoài đã bắt gặp một con mèo mẹ lang thang đói khát. Cô mang nó về nuôi. Không lâu sau thì đàn mèo con ra đời. Khi còn bé chúng giống mèo nhà, nhưng khi trưởng thành thì trông thật khác biệt. Hình dáng của mèo mẹ cũng có điểm khác với mèo nhà. Nó có bộ lông báo rất đẹp. Khi đàn mèo con được sinh ra, chúng giống với mèo mẹ, có bộ lông rất đẹp. Nhưng cô chủ cảm thấy đàn mèo này có vẻ đặc biệt. Mặc dù mèo con trông rất khả ái, nhưng hành vi tính cách lại khác hẳn mèo nhà. Cô chủ tò mò đem mèo con đến bệnh viện thú y. Bác sĩ liền nói đây là mèo rừng. Vì hình dáng và thể trọng giống mèo nhà nên mọi người thường nhầm lẫn. Cô chủ cuối cùng đã phát hiện mèo mà cô nhặt được vốn là mèo hiếm bởi số lượng mèo rừng rất ít và sống rất thưa thớt. Do vậy, giá cả trên thị trường của loài mèo này cũng rất cao. Nhiều doanh nhân đã lợi dụng điều này để kiếm món hời. Loài mèo này còn có tên là mèo Bengal. Giống mèo Bengal hay còn gọi là mèo vằn hổ bởi đặc điểm ấn tượng của bộ lông với các hoa văn và ngoại hình tựa như một con báo rừng thu nhỏ. Chúng vừa giỏi leo trèo, vừa giỏi bơi lội. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng rất dũng mãnh, không dễ lại gần, nhưng thực tế chúng lại rất trung thành với chủ nhân, rất thích làm nũng. Bengal là lấy tên của họ từ tên khoa học của con mèo châu Á Felis bengalensis. Chúng được tạo ra từ những con mèo và báo châu Á. Những năm 1950 và 1960, loài mèo này có thể được mua ở các cửa hiệu vật nuôi. Chúng được nhốt trong những chiếc lồng nhỏ. Jim Mill, một nhà lai tạo ở California, là người đầu tiên tình cờ tạo ra giống mèo này, chứ không phải cố ý. Cô đã mua được một con mèo nhà màu đen và một con báo châu Á để cô không cảm thấy buồn chán. Thật bất ngờ là hai loài này lại giao phối với nhau và sinh ra những con mèo đốm và vằn. Với chiếc áo khoác đặc biệt và kích thước lớn, Bengal trông giống như một con mèo rừng đang đi dạo. Nhưng mặc dù một trong những tổ tiên của nó là con mèo báo nhỏ châu Á hoang dã và một con mèo nhà. Mèo Bengal thường khá lớn. Con đực có trọng lượng trung bình từ 4,5 đến 6,8 kg và con cái là 3,6 đến 5,4 kg. Tất nhiên bạn cũng sẽ nhìn thấy một số con lớn và một số con nhỏ hơn. Mèo Bengal được nhiều người tìm kiếm. Một người phụ nữ Anh đã trả hơn 50.000 đô la, khoảng 1 tỷ, cho con mèo con vào năm 1990 để làm bạn đồng hành.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!